Ngủ rồi. Để lại nó leo sao? Hay lên. Hả? Mấy chỗ này nó cũng leo được mà hay lên. Không được đâu. Nó đâu có vách kính nó trơn mà đâu leo được. Thấy không? Không cho. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. Ủa Bin đâu rồi? Quay lại. Quay lại. Để nó ngầu gì? Chưa. Sao tạ? Thấy con có lông rộng rạp không? Là sư tử lực đó. Còn con kia không có gì hết đó là sư tử cái. Sai. Sai. Sư tử con là mấy con nhỏ nhỏ không có. Chưa đẻ. Xong. Sư tử con là mấy con nhỏ nhỏ gì con kiếm gì. Không. Con ơi đó. Chưa mà. Còn đang ở đây con. Liếm vợ rồi. Liếm chồng. Nó đang bắt chí á. Nó liếm á. Giảm con nhỏ. Giảm gì? Vậy. Định làm gì tôi vậy? Có mồ hôi lắm rồi. Chút nữa. Đang coi mà đâu có đi đâu làm gì. Không bắt. Bé hả? Long. Long ơi. Sao 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 con không sao con không coi sư tử? Sao con không coi sư tử mà coi chú sẵn không vậy? Coi sư tử coi vậy. Đâu phải sư tử đâu con. Thả xuống đi, thả xuống nằm nó hoài đó, nhìn xem hoài. Coi nè. Coi sư tử nè. Coi. Ê, trời ơi nó quýnh nào. Trời. Cười. Bởi vì con lánh nó sợ đâu rồi vậy. Ô Bin đâu rồi? Bin ơi. Bin đâu rồi? Con đâu rồi? Bin đâu rồi? Thấy sư tử không? Thấy sư tử không? Thấy không? Đâu? Con nào là con đực, con nào là con cái? Con nào có bờm là con đực á. Còn con không có bờm là con cái. Phải không Khang? Hai vợ chồng. Trời không có té nha. Gớt hết. Gớt hết mỡ rồi. À ổng gì gớt hết mỡ bụng rồi đi. Ăn nó đi. Ăn nó đi. Rồi gỡ một hồi rồi, nghỉ giỡn. Không có té. Không có té trời ơi. Không có té đừng giỡn nữa. Mệt rồi đó, mệt rồi đó. Trời ơi. Không hết rồi, chỉ có hai con này thôi. Đi ra đi coi voi đi, đi coi voi đi. Ủa voi đâu? Trời ơi. Hả? Voi cái ngoài vách biển. Ngoài ra đây gặp luôn nè. Bin đâu rồi, Bin? Mỗi giờ đó. Ờ uống sữa đó hả? Nước sữa hả? Cái bụng à hả? Nè, 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 đi đâu vậy? Đi. Giỡn quá trời giỡn này. Đi. Con bị giỡn quá, giỡn mệt. Đi đây. Con làm cho. Đi tay chạy. Con làm thì chết. Con làm con. Ở cho nó có con việc kìa, cho nó có con việc kìa. Thấy không? Ôi, thấy không? Đang lùng quá sao thấy được. Sao? Hả? Đã thấy luôn. Cái gì quay gì vậy? Quay cây cỏ. Trời ơi, tưởng nó quay con gì. Nếu mà coi kỹ là trên cây cỏ có con kiến. Vuốt gì ông? Thôi. Không có cần vuốt. Giờ đó mày à, không có làm gì à. Vậy là không có được đó, mẹ quýnh. Wow. Trời ơi.
Xe. Trời. Con gấu. Cái gì vậy? Long đây. Long có chú sản ẩm nãy giờ nè. Đây Hào. Chui qua đây, chui qua đi. Chui qua. Đứng không? Dựa nhìn chứ. Đâu vậy? Ừ. Đó. Ờ, đó là cái mặt tròn vo ai vậy? Thưa đang quay mà thì đâu chụp đâu. Rút đầu ra. 1 2 3 quay. Cẩn thận con. Khi quay lên thì đưa lên mạng mà hút sẵn có bạn gái rồi, bạn gái thì sẵn coi. Quay cái gì trời? Ở đây ngồi nghỉ mệt rồi cứ quay. Ở đâu ra vậy mà. Đúng rồi. Đứng ra, lâu rồi. À đây hả? Đẹp. Rất đẹp. Kìa, rút đầu ra. Rút đầu ra. Ba kìa. Đánh cho ngồi, đánh cho ngồi. Rồi không? Rồi lên. Nó kìa té nha Long. Cứ dần. Cứ dần nữa. Mẹ. Sao mấy đồ cho con ta?
Bỏ xuống đi con cầm vô hồi nó chọc cái giận đó con. Bỏ cây xuống hang, không có chơi cây. Bỏ cây xuống. Kêu ba làm hồi cho Bin đi Bin. Bin ơi.